Sáng nay, đoàn kiểm tra số 3 của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn phường được triển khai thực hiện tốt. Các nội dung được công khai rõ ràng để cán bộ, công chức và nhân dân tham gia giám sát. Các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến dân đều được triển khai thực hiện tốt, như công tác hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19, công tác vận động, thu nộp các công quỹ, vân vân. Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của phường Hòa Cường Nam trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời tiếp thu những ý kiến đề xuất của phường đồng thời đề nghị phường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đối thoại của chủ tịch ủy ban nhân dân phường đối với nhân dân để giải quyết kịp thời những khó khăn của người dân